Mình đang có 4 tiên thạch có thể mở. Xem là có tiên thạch nào mở tướng 3-4 sao mà không có đâu. À, 100 có thể mua được một tiên thạch. Ok, mình sẽ dùng cái này để mua tiên thạch để đổ tướng một phát. Xem đổ được tướng gì nhá. Ok, xem được 4 sao đó nha. 4 hay 5 sao, hay 3 sao. Ui dồi, dễ 3 sao lắm, biết ngay mà. Magito, 3 sao Magito. Đổ tiếp con nữa. Đổ tiếp con nữa. Ra 4 sao nha, xong ra tướng 4 sao này. Vậy nhẹ 4 sao đi. Tiếp tục quay nốt. Quay hết 400 mà không được tướng 4 sao thì quá là đen. Quá là đen. 3 sao lắm. Hoa wow, 4 sao. Vision. Anh ấy rất là nhanh đúng không ạ? Nhanh tấn chết. Quay tiếp phát nữa. Cho anh được 4 sao đâu. Ơ sao nó không đủ nhỉ? Bốn sao nữa không? Ôi giời. Gamora 3 sao thì có rồi. Ok, tự động biến thành 5.000 điểm update như vậy. Người đẹp còn đang vừa đi qua mà nhìn mình. Ok rồi. Thank you.